Đại đoàn kết là một nội dung nổi bật, xuyên suốt trong tư tưởng cũng như trong hoạt động thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người khẳng định, đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công. Sức mạnh của toàn dân tộc tới từ lực lượng cách mạng cả trong nước và bà con kiều bào ở nước ngoài, kết hợp với sức mạnh thời đại, làm nên nguồn lực tổng hợp nhằm hiện thực hóa mục tiêu cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đây là những câu chuyện về tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh do phóng viên chúng tôi ghi nhận tại Thái Lan. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani, Thái Lan. Tại đây vẫn lưu giữ những hình ảnh về trại cưa, nơi mà trước đây, trong khoảng thời gian hoạt động bí mật tại Thái Lan, từ tháng 7 năm 1928 đến cuối năm 1929, Nguyễn Ái Quốc, khi đó lấy tên là Thẩu Chín, đã tổ chức thành nơi sinh hoạt của những người cách mạng yêu nước. Ngày làm việc, tối tổ chức những buổi nói chuyện chính trị thời sự. Những nội dung này đã được đồng chí Lê Mạnh Trinh, lúc đó đang làm công tác vận động kiều bào tại Thái Lan, kể lại. Dù sao trong kiều bào ở đây nói chung, giữa hai phương thức hoạt động cũ và mới, còn có những chỗ chưa được thật sự chan hòa, ông Chín rất chú ý uốn nắn, giáo dục về tinh thần đoàn kết và khuyên anh chị em lớp người mới phải chịu trách nhiệm, tự động, gần gũi với lớp người cũ. Kiều bào ở Thái Lan, như trước khi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đến đây thì họ cũng có tinh thần yêu nước, thế nhưng mà có thể là chưa có được sự kết nối giữa các cái vùng miền, người giống như cầu nối để bà con từ những cái vùng miền địa phương thì có thể biết đến nhau hơn, mọi người cảm nhận sâu sắc hơn về tinh thần yêu nước, cái nhiệm vụ của người con xa quê hương, một lòng hướng về Tổ quốc. Một trong những nguyên tắc đại đoàn kết, đó là lòng yêu nước chân chính trong mỗi người con đất Việt. Và điều này đã được chứng minh qua các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Sau khi Bác Hồ đến hoạt động ở đây, thì Bác đã xây dựng cái phong trào mạng lưới hoạt động yêu nước tại tất cả các tỉnh mà có bà con Việt Kiều, góp phần đánh đuổi thực dân xâm lược để mang lại cái sự hạnh phúc tự do cho đất nước Việt Nam. Tôi thấy bố mẹ tôi mà gặp đồng hương là người ta quý nhau như anh em ruột thịt. Chưa bao giờ thấy Hà Nội, chưa bao giờ thấy đất nước Việt Nam. Nhưng mà ngày xưa có những hình ảnh về đất nước Việt Nam thì quý lắm. Ví dụ trong những cái báo này, báo Thái hoặc đang báo Tây thì lại cắt rồi cất đi đấy. Cho nên người Việt nói đến cái quê hương thì nó gọi là thấm thía lắm. Hiện nay trên đất nước Thái Lan có nhiều khu tưởng niệm, di tích, bảo tàng Hồ Chí Minh. Đó chính là minh chứng cho dấu ấn của người trong lòng người Việt tại Thái cũng như với bạn bè Thái Lan. Bốn câu thơ này là tôi làm để thể hiện cái tình cảm của Việt Kiều đối với Bác Hồ. Bác Hồ như một vầng trăng, soi từ Tổ quốc, soi sang Việt Kiều. Bác Hồ chẳng ở cao siêu, trong tim, trong óc Việt Kiều Thái Lan.